Cùng với toàn tỉnh, huyện Bắc Tân Uyên đang tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, kiểm soát ổn định tình hình một cách tốt nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui xuân đón Tết an toàn. Thực hiện kế hoạch cao điểm giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2024, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã tập trung công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở các địa bàn giáp ranh, khu vực trọng điểm. Công an huyện cũng bám sát cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, rồi của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và gắn với cái đặc điểm tình hình của địa phương để có tham mưu phối hợp với các ban ngành thực hiện các cái giải pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự nó sát hợp hơn. Đặc biệt là trên lĩnh vực phòng chống tội phạm thì chúng tôi tăng cường cái công tác phối hợp các ngành tuyên truyền vận động người dân để mà nâng cao cái cảnh giác, triển khai các cái giải pháp nghiệp vụ để mà chủ động quản lý các cái đối tượng trên địa bàn, rồi tăng cường cái công tác tuần tra trên các cái tuyến, tuần tra vũ trang ban đêm trên các cái tuyến. Để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, các lực lượng chức năng huyện chú trọng đến công tác tuyên truyền người dân tuân thủ quy định pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội. Đồng thời tăng cường kiểm tra chuyên đề, duy trì hoạt động của tổ tuần tra 171 trên các tuyến để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông và tội phạm hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán. Trên cơ sở kế hoạch chung của công an huyện thì các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn trên cái lĩnh vực địa bàn phụ trách thì cũng ban hành kế hoạch để mà tổ chức thực hiện các cái giải pháp nghiệp vụ đảm bảo duy trì được cái ổn định của tình hình an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện phối hợp các đội nghiệp vụ tuần tra khép kín địa bàn. Chúng tôi tổ chức tuần tra 3 ca, thì ca thứ nhất là từ 6 giờ đến 14 giờ và 14 giờ đến 22 giờ và ca cuối cùng là từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau để đảm bảo cái tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các giải pháp sẽ góp phần đảm bảo mục tiêu nghỉ Tết vui tươi, an toàn tuyệt đối để mọi người dân huyện Bắc Tân Uyên tận hưởng những ngày xuân sum vầy, trọn vẹn.